Xin chào các bạn Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay lại cái giáo trình Photoshop CC ha Tiếp theo cái video trước thì chúng ta sẽ học tới cái phần đánh nhân bản đây ha Đánh nhân bản là test đây ha Rồi Thì cái phần này thì nó Bạn nào có học qua bên cái phần mềm uh, Microsoft Word á Của Office á, Thì các bạn sẽ thấy là nó, nó tương tự thôi Nó không có khó ha Nhưng nhất là những bạn nào làm bên văn phòng á rồi đầu tiên thì các bạn mở một trang mới đi ha. Ta chỉ cần một trang trống trắng thôi. New Control N đây. Rồi Rea. Rồi chúng ta được một cái trang mới trắng như thế này đơn giản thôi. Rồi đầu tiên thì các bạn nhìn lên trên cái bên tay trái nè. Cái công cụ nè. Các bạn sẽ kiếm cho tôi cái chữ ký hiệu là chữ T. Ha, chữ T đó. Rồi trong cái phần này á, chữ T này một lít vào đây thì nó sẽ có... đánh chữ theo chiều ngang là horizontal chiều dọc là vertical thấy chưa thì sử đầu tiên thì cái cơ bản đi đánh theo chiều ngang ha đích horizontal tie rồi đích đây thì khi bạn lít vào bạn sẽ thấy các các thuộc tính của cái công cụ style này á, thì nó nằm ở trên đây thì bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên là bạn sẽ thấy là cái này là cái gì cái này là phong chữ này thấy chưa nó các phong chữ ở đây thì lưu ý thì những cái phong nào tiếng việt thì bạn đánh chỉ đánh được tiếng việt những phong nào tiếng anh thì đánh tiếng anh ha đánh tiếng việt thì có dấu đó thì unicode thì bạn cái phần unicode thì bạn chọn uh, chế độ đánh theo tiếng việt hay unicode hay là uh, việt uh, việt nam fini hay là việt, tiêu chuẩn việt nam ba gì đó, ha, tùy các bạn rồi giả sử như giờ tôi chọn cái thông dụng là ario đi ha ario đánh tiếng việt có dấu thử rồi ario đây ario đi ha có nhiều ario đây rồi tiếp theo là cái này là in đậm in nghiêng hay gạch dưới này thấy chưa này là bình thường nè đây là bình thường nè thì là nghiêng này thấy chưa block lên đậm nè vừa in đậm vừa in nghiêng này thấy chưa đó những cái này là những cái tương tự như phần mềm Word thôi còn đây là 36 là cái sai chữ thôi thấy chưa click vào đây bạn tùy chỉnh như đây là 60 hay là 72 này thấy chưa hoặc các bạn hơi quét chuột rồi bạn đánh trực tiếp con số đây là sử kích thước chữ đến bốn chục cũng được thấy chưa rồi rồi đây là cánh trái cánh giữa cánh phải cái này là màu sắc chữ Click vào đây để sử chữ tôi cho màu đỏ đi thấy chưa click đây ok rồi xin nữa rồi ta đánh thử trước đi ha đánh thử giả sử cho ta đánh nha với chữ trái hiện tại cái cái phong chữ tôi là Arial và cái kích thước 40 thấy chưa màu một chữ màu đỏ rồi ta đánh giả sử ta đánh chữ uh, uh, Photoshop đi ha photo shop rồi tôi nhấn để đồng ý việc đánh chữ thì bạn click nhấn em uh, bạn click vào đây click vào đây để kết thúc việc đánh chữ rồi thấy chưa rồi để chọn lại cái chữ đó thì bạn sẽ lý bạn nhìn bên cái laser nè bạn nhìn bên cái laser này nó sẽ có một cái laser mới khi bạn đánh chữ sẽ tạo ra một cái laser mới có cái chữ t đầu ở ký hiệu là chữ hay cho có cái tên là theo cái chữ tôi vừa đánh là photoshop đây rồi để chọn lại cái chữ này thì bạn nhấp đích nhấp đôi chuột vào trong cái thumbnail này của cái chữ t này ha chưa tại vì vô chỗ chuột con nè bạn nhấp đôi chuột hai cái thấy chưa thì bạn động bạn sẽ lót lại được cái chữ này để bạn hãy quyền đánh lại cái chữ này bên trong mình sửa gì thì nó bị mất bên tay trái là tôi nhấn công chữ v v là mu đó ha tôi di chuyển cái chữ này vô trong đây cho bạn xem thấy chưa bạn có quyền sử dụng cái công cụ mu chúng tắt là chữ v để di chuyển tôi di chuyển cái chữ gì đâu thấy chưa vị trí nào đó tôi mong muốn rồi bạn muốn sửa lại thì bạn chỉ việc là có hai cách một là bạn nhấp vào các chữ t này lại bạn lít vào cái chữ này để bạn sửa lại cái chữ này cách thứ hai á, là bạn nhấp đôi chuột vào cái thumbnail chữ t này thấy chưa nhấp đôi chuột trái hai trái thì bạn sẽ được hiện ra như thế này để bạn thể chỉnh sửa chữ như như photoshop cc sẽ sửa đánh gì cc rồi 2017 thấy chưa sau đây đồng ý thì bạn nhấn vào cái dấu check này thấy chưa hoặc bạn chọn cái công cụ khác thì nó sẽ đồng ý cái việc áp dụng cái việc chỉnh sửa này chứ chưa bạn nhấn enter thì nó sẽ xuống dòng để bạn gõ thêm cái khác nữa thấy chưa nó chứ như bạn đánh enter thì chờ mà tôi đánh enter nó sẽ xuống dòng nó đánh thêm một cái cái dòng khác nữa sẽ không kết thúc thì kết thúc thì giả sử tôi đóng tôi nhấn công cụ V đi ha nhấn công cụ mu xin lỗi công cụ mu phím tắt là chữ V thấy chưa để tôi kết thúc cái việc là là, là là đánh chữ này sau đó tôi di chuyển thấy chưa rất là dễ thấy chưa đâu có gì thì chúng ta tới cái phần nâng cao của cái chỉnh, chỉnh cái này nó một tí á, là giả sử như bây giờ tôi uh, tôi nhắn lại cái công cụ xài đi ha rồi thì bạn lưới lên trên nhìn lên trên cái hình thuộc tính nè à. nó có một cái bảng này có bản bảng này là gì cái bảng này là khi bạn lít về đây nó sẽ hiện ra cái bên tay phải nó sẽ hiện ra cái panel của cái đánh văn bản nè character hay là paragraph thì bạn hoặc bạn thấy vào trong menu window bạn chọn cho tôi cái chữ paragraph này nè xin lỗi character character hoặc là cái paragraph thấy chưa cái nào cũng được thì bên tay phải nó sẽ hiện ra một cái hình hộp panel là hộp cái cái bản điều khiển đó thấy chưa hãy bản điều khiển nè đó thì cái này là cái gì thì tôi sẵn đây tôi nói luôn thì cái đây tương tự như cái thuộc tính ở ngoài thôi mà nó sẽ nhiều chức năng hơn là cái à, cái này là cái phông chữ này thấy chưa chọn phong chữ arrow đây thấy chưa rồi còn đây là cái in đậm In nghiêng gạch dưới này thấy chưa nó đậm bên nghiêng rồi nè đó còn xuống đây là cái size chữ là hiện tại tôi đang nãy tôi chỉnh 40 này thấy chưa rồi còn đây là cái kích thước giữa hai ký tự ha giữa hai ký tự giả sử như giờ cái chữ giữa hai ký tự CC này tôi quét như thế này thì tôi chỉnh cái kích thước của hai ký tự này cái này là cái đơn vị ha cái đơn vị của chúng ta xin lỗi cái này là cái đơn vị đơn vị rồi qua đây là cái gì đây là cái khoảng cách nè khoảng cách giữa hai ký tự nè giả sử dụng ta cho khoảng cách là à, 20 đi rồi ta nhích tích ra chỗ khác thấy chưa nó giả sử ta cho cái thước lớn 100 đi bạn thấy cái chỗ khoảng cách giữa hai cái chữ cc này sẽ xa ra giả ta cho là 500 đi bạn lưu ý khi ta nhấn số 500 thì cái hai chữ c này nó xa ra nè thấy chưa đó là khoảng cách giữa hai ký tự nó là 500 rồi tiếp tục tới cái phần chữ chữ T này là cái độ co giãn của chữ thôi Giả sử như tôi cho là 300 đi Bạn thấy chưa Hai chữ C tôi nó đã giãn kéo giãn ra rồi ha Bạn nhìn ý như nhìn, nhìn, nhìn cái Bạn không biết tiếng Anh thì bạn nhìn cái ký hiệu ở trước chữ T này thấy chưa Nó kéo giãn thì chiều dọc Rồi tôi cho quay về mặc định thì tôi nhấn 100 Thấy chưa Còn cái này là kéo giãn theo chiều ngang nè Tôi giả sử tôi cho là 500 Thấy chưa bạn thấy chữ C tôi nó kéo giãn ra thấy chưa Tôi cho quay về mặc định thì tôi đánh vào 100 Đó hai chữ C đây rồi còn cái này là cái, cái này là giống như chúng ta sử dụng để đánh đánh chữ phân số ha phân số đây số dương thì nó lên trên sẽ tôi cho làm hai chục đi thấy chưa dùng để các bạn viết số thập phân rồi đó ha số mũ lý thừa đó còn sửa tôi cho dấu âm âm ba chục thấy chưa bạn cho số dương thì nó lên trên còn số âm thì nó sẽ xuống dưới đó dùng để viết trong cái ký hiệu toán học đó bạn cho không thì nó sẽ quay về cái uh, vị trí ban đầu mặc định rồi color này là màu đỏ này hết tôi sẽ thử, bạn muốn màu khác thì bạn sẽ giữ bên cho màu khác sử như cái hai chữ cc để cho màu xanh dương đi ok thấy chưa hai chữ cc tôi ra màu xanh dương đó mà tại tôi đang chọn nên nó sẽ tạo ra cái màu vàng cho bạn dễ thấy thôi nhưng mà thật ra đang là màu xanh dương rồi còn xuống đây là những cái ký hiệu mình ta làm sẵn cho bạn để bạn có thể tùy chọn nhanh nè thấy chưa thì chữ nghiêng nè chữ tất cả dưới qua hoặc là chữ đầu viết qua còn mấy chữ viết thường thấy chưa nó chữ có cái uh, lý thừa trên nè ha à, có cái có cái chữ ở dưới như ký hiệu hóa học H2O hay gì đó gạch dưới gạch ngang thấy chưa nó rồi đó là cái bên chúng ta bây giờ đang thao tác bên cái phần tab uh, character là ký tự qua tới paragraph para là cái đoạn văn hai trường hợp uh, bạn đánh nguyên đoạn văn đó, thì nó sẽ ra cái này thì bạn đã phân biệt được cái nào là ký tự nào đoạn văn chưa sẵn này ta nói luôn ha khi bạn lít như sử sử giả sử như bạn lít vào cái công cụ uh, type này là đánh chữ đó. bạn lít vào địa vị trí nào đó để bạn bắt đầu gõ chữ như thế này a b c bờ cờ gì đó ha thì sau đó bạn kết thúc cái việc đánh chữ thì như thế là gọi là chapter còn khi bạn có làm lại khi bạn lít vào cái công cụ type này ha chữ t đây mà bạn thực hiện cái việc quét tạo vùng chọn như thế này à, xin lỗi quét tạo một cái bảng như thế này tích chuột trái giữ trái không buông và rê thấy chưa bạn rê tạo một cái vùng chọn như thế này sau đó bạn buông trái ra thì khi nguyên một cái vùng chọn này khi bạn đánh chữ vào trong đây thì sẽ đánh như thế này một một, một. thấy chưa một một sau đó tôi đánh Enter xuống đây hai, sau đó tôi Enter xuống đây ba ba, thì nguyên cái đoạn như thế này người ta gọi là đây là gì? Người ta gọi đây là paragraph ha. Paragraph là nguyên một cái đoạn như thế này. Thấy chưa? Ta di chuyển nguyên một cái đoạn như thế này. Đó. Thì khi đó khi bạn vào trong cái bảng mà panel lên đấy này, bạn như thấy là đó chính là paragraph. Thì paragraph là sao? Thì chúng ta dùng để ta thấy tùy chỉnh nguyên cái đoạn văn. Ha, đoạn văn thấy kinh diễn là bên trái, canh giữa, canh trái, canh giữa, canh phải. Thấy chưa? rồi canh cái 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 dòng cuối nè dòng cuối thuộc bên bên phải bên giữa hay là bên trái chơi canh đều rồi còn đây là cái 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 vị trí thuộc đầu thuộc vô giống như canh lề thuộc vô so với phần mềm quạt vậy đó ha ta thuộc vô này sẽ ta thuộc vô so với cái đoạn nhân bản chúng ta là 10 đi thấy chưa lít vô đây thấy chưa cái này nó thuộc vô là 10 đấy ha từ bên trái đến qua còn bên phải đến qua sĩ, tôi thuộc vô là 50 đi ha lít đây thấy chưa nó thuộc vô là 50 mươi thấy chưa khoảng cách từ bên phải đến qua cái phần này phần thuộc thì là so với đầu dòng thôi toàn bộ chúng ta nhấn không để quay về mặc định rồi còn cái này là thuộc cái dòng đầu chỉ dòng đầu tiên thôi nãy chúng ta thuộc là toàn bộ trên đây là trên đây dưới bên đây là thuộc toàn bộ cái số dòng còn đây chỉ thuộc cái dòng đầu tiên giờ thuộc vô bao nhiêu thôi đó hoặc là cái này nè canh cái dòng đầu tiên cái dòng cuối cùng là nó sẽ là canh đều ha nó thì bạn cứ thử đi bạn sẽ thấy sẽ giờ cái dòng đầu tiên này tôi cho là 20 mươi bạn thấy chưa nó cái khoảng cách đây là cái khoảng cách giữa tôi kéo cho bạn xem xin lỗi tôi kéo trước bây à, giờ xin lỗi tôi kéo này tôi đã thay đổi cái kích thước của nguyên cái gì nguyên cái đoạn bar wrap rồi đó này chúng ta thì chỉnh cái dòng đầu với dòng cuối thôi rồi thì các bạn thực hành nhiều thì bạn sẽ quen bên cái phần test test này test là văn bản thôi ha rồi thì cái video về đánh văn bản thì chỉ có vậy thôi à, chúng ta sẽ khi chúng ta làm bài tập nhiều á thì các bạn sẽ quen cái này hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo